Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đi tìm những người bạn được rồi. Hôm nay biên tập viên Khắc Hiển và Văn Thắng đã thực hiện một cuốn clip Đi tìm những người bạn. Và người đầu tiên chúng tôi tìm thấy đó là anh Ozawa. Hello. Chào bạn. Hôm nay bạn khỏe không? Hôm nay tôi bình thường. Thế sau một ngày thi bạn cảm thấy sao? Cũng bình thường. Thì chắc là bình thường. Bạn nhìn chắc là qua thôi. Có thể chắc là qua thôi á. Thế thì kết quả bạn dự đoán kết quả như nào nhỉ? Là kết quả hôm nay thấy như chắc là bình thường thôi. Thái Lan. Ồ. Có liên quan. Thế mong muốn lớn nhất bây giờ của bạn là gì? Thì tôi đá được 2 trận còn lại. Chắc là cũng qua thôi. Tôi nghĩ thì đấy là điều kiện. Nhưng mà chắc là cái này nó đỏ gì vậy anh? Cái này nó là cái anh Văn Thắng là cái gì nhỉ? Cái gì anh nhỉ? Đây cái phần lát. Nó là cái flat. Thế mà thì hôm nay giám thị quay thi thế nào nhỉ? Rất chặt anh ạ. Chặt là thế mà phân ghi được bàn không? Em thì ghi được 1 bàn. Hôm nay tôi ghi được 2 bàn cơ. Thế trước khi chúng ta lại chuyển chủ đề đến một số câu hỏi liên quan đến cá nhân nhiều hơn nhỉ? Tên bạn là gì nhỉ? Em là Hoa. Hoa, anh Hoa. Hoa Huynh. Hoa 69. Dạ không, em là Hoa. Anh Hoa, và thế anh Hoa này có sở trường là anh đá tiền vệ cánh nào, hay là anh đá luôn, hay là anh bên đội nhân bóng? Em bên đội cổ vũ ạ. Cổ vũ ạ. Vâng, cổ vũ mà anh. Hôm nay em rất may mắn em được vào sân, em rút được quả. Thế thì anh Hoa này, mình có một câu hỏi muốn hỏi Hoa nhé. Thế ước mơ lớn nhất của Hoa? Ước mơ của em là được nổi tiếng như biết là biết từ Nhật Bản nhỉ? Ôi dân của Amari, à không mình biết. Mari là sắc ngang hoa. Cái tên nói lên tất cả. Có nghĩa là anh nghĩa là danh trình đó. Nữ diễn viên. Dạ. Em không biết. Có nhờ hút nhầm nó là cái một chữ mở được trước cái nè. Thôi, có khi là chúng ta không đề cập cái ước mơ này, có khi là chúc cho Long Hoa. Hoa sẽ sớm đạt đến ước mơ của mình, trở thành một diễn viên hàng đầu thế giới. Có khi là mình kết thúc cuộc trò chuyện đây nhỉ? Cảm ơn anh. Và mình xin cảm ơn Hoa. Hẹn một ngày gần đây chúng ta gặp lại. Chào anh nhé.